chị Thảo nha. Dinh dưỡng vàng từ thiên nhiên giúp tăng cường đề kháng cho cả nhà. Ơi. Chờ đóng đóng vào thì em cảm ơn chị Thảo nhé, tại vì sản phẩm tốt ấy, nên là mọi người mua rất là nhiều. Bán được sản phẩm như này là tí cũng mừng lắm á. Tại vì mình giới thiệu được những mặt hàng tốt cho mọi người ấy. Mà nỗi nhớ anh vẫn còn. Hello Thương Thương nha, hello em nha. Hello chị Hương ạ. Hello tất cả mọi người vào xem live của tí nha. Mà em vẫn ngồi hát lời thở than. Giờ này em bán hàng gì hả? À em bán củ trắng anh ạ. Hello Vin. Chờ mấy phút nữa rồi chưa đến 9 giờ rồi em vào live video nha. Chấm đi. Mọi người bao like của Ti nhớ chấm cho Ti về nha. Nhớ chấm bài tương tác cho Ti về nhé. Ok, hôm nay Ti sẽ giới thiệu cho những bạn nào vẫn là chưa biết về mặt hàng của bên Ti nhé. Đây, ủ trắng da collagen bên Ti nè. Một sản phẩm rất là hot hit trên thị trường luôn nha. Hello Tiến nha, hello Quất. Đấy, chào rồi đây. Nghe nhạc có hơi to quá. Đây, sản phẩm thải độc trắng da này. Vừa trắng da, vừa thải độc, vừa khử chi cho khuôn làn da của mình luôn nha mọi người. Một hộp như này chỉ có 180k thôi. Có 6 gói trong hộp nè. Mỗi gói thì chúng ta dùng được 2 lần. Là tổng cộng chúng ta dùng được đến 12 lần đây mọi người nha. Có những bạn hỏi tí á, chị ơi, sản phẩm này có trắng không? Tí ơi, sản phẩm này có trắng không em? Mọi người ơi, hỏi không trắng nha. Hỏi không trắng nha mọi người. Hỏi là không bao giờ trắng. Mọi người dùng thì mới trắng nha. Đem về, mua thử về, dùng một hộp. Mua thử thôi, dùng một hộp. Dùng thì mới trắng, chứ hỏi không trắng nha mọi người. Xịt qua đây không hả? Xịt qua nước ngoài thì số lượng lớn nha. Số lượng lớn thì cùng xịt qua nước ngoài cho mọi người hết nha. Em lại anh nhé. Em lại anh
Kiều à, mày bàn trong cái lán vô đây à, mua ủ thẳng cho chi vậy nè, Tiến à. Phong tiền ship. À, tại vì một sản phẩm như này em lo rất là ít thôi. Em lo có ít thôi nhá. Nhưng nên là thì ship thì mọi người kêu giúp em vậy nha. Em có ở cái lán đó. Chị tưởng mà em giá rồi mà chị quên nhầm. Hello Nam nha mọi người ơi, đây sản phẩm ủ trắng collagen bên tí đây nè, rất là tốt luôn. Ở trên thị trường hiện nay rất là nhiều mặt hàng về ủ đúng không mọi người, rất là nhiều luôn. Tí lên là tí thấy ạ, có người này bán ủ trắng loài này này, người kia bán ủ trắng loài kia này. Nhưng mọi người cứ xem chất lượng sản phẩm như nào, mọi người phải được tư vấn thật là kỹ càng rồi mọi người mới mua về dùng nha mọi người. Chứ trên thị trường bây giờ rất là nhiều mặt hàng luôn. Đấy, bên sản phẩm bên tí này nhãn mát phóng tí đầy đủ nha, không lo hong nhãi đâu nha. Đúng rồi, dùng là trắng bật phóng 100% nha, tí cam kết dùng là trắng. Mọi người cứ mua thử về đi. Không nói điêu nha, nói điêu mất lọc nha. Tí mà nói điêu thì mấy cái hàng trước tí không bán được đâu mà phải nắn nỉ chi cái chi bót lắm á, chi mới cho thêm hàng mà bán đó. Chứ thật ra cái hàng này đang cháy nha mọi người. Đúng rồi, sản phẩm này nó không kích ứng nha, 100% hoàn toàn từ thiên nhiên nha mọi người nha. Ủa cái dòng như nào. Đấy, những ai mà chưa dùng qua sản phẩm bên tí này, những bạn nào mà chưa biết sản phẩm bên tí dùng như thế nào, cách sử dụng ra sao, đấy công dụng như thế nào thì cứ vào like của tí sẽ tư vấn cho hết nhá, tư vấn từ A đến Z nhá. Đấy, chiêu khách từ A đến Z luôn. Cảm ơn Vin nha. Hello Trinh nhé. Mọi người hột nhăn cả hết nha, nhăn tay thì con chấm tay thì hết nha mọi người. Và vẹt lắm á, nắn nỉ chi bót lắm á, chi bót mới á, để ra 30 hộp nữa mà cho tí bán đấy mọi người. Tại vì bên công ty của cả chi bót đang bán sản phẩm này á, rất là nhiều công tác viên này, rất là nhiều chị gái công tác viên, nhiều bạn công tác viên, nhiều bạn rất là nhiều bạn bán, nên là sản phẩm này rất là cháy hàng nha. Ai không dùng đây mày. Đúng rồi, đừng tiếc 180k nha, đừng tiếc 180k mà để sở hữu một làn da này trắng mịn này, trắng mịn như da em bé này, trắng mịn trắng hồng nha, chứ không phải là kiểu trắng bệt mà trắng ảo đâu nha mọi người. Cam kết dùng là trắng 100% đấy, đi nhận mặn. Mua chủ lái của bạn không? Không nha, chủ lái không bán nha. Chủ lái là chỉ là tư vấn cho mọi người sản phẩm thôi. Đấy, những sản phẩm nào mà hot ít, những sản phẩm nào mà tốt nhất thì ở thị trường hôm nay là chủ lái mới tư vấn cho mọi người nha. Đúng rồi, trai gái Bobby gì dùng cũng được, người lớn hay trẻ em dùng cũng được nha mọi người. Đấy, cái lái ở trước đấy, mọi người có xem cái lái trước của tí không? Cái lái trước của tí là tí cho cháu của tí dùng đấy nọ. Cháu của tí mới học lớp 4 thôi. Đấy, em gái của tí cũng có dùng đấy chứ, nó mới học lớp 3 thì mà tí còn nó còn dùng được, không bị cái tướng mà. Cái chi bót bán sản phẩm này đang có em bé đấy mà chị em vẫn dùng thường xuyên luôn mọi người ạ. Anh là muốn mua chủ lắm. Trời ơi mọi người vào mọi người quan tâm sản phẩm chi hết, mọi người cứ hỏi chủ lái nhờ. Chủ lái là đang tư vấn mặt hàng tốt cho mọi người mua đấy mọi người. Những bạn nào vào xem lá của tí thì cho tí một chấm tương tác nhá, cho tí một chấm một xe nhá, một xe vào các trang hội nhóm nha mọi người. Những bạn nào tương tác với tí thì tí sẽ giảm đơn cho bạn đấy nhá. Hello Xuân Hùng, hello Chị Nhi,
tia xịt hết khắp mặt trần luôn nha. Ở Sài Gòn, Hà Nội, từ Bắc vào Nam, từ Nam vào Bắc gì cũng xịt hết, xịt khắp mặt trần. Chị ơi, sản phẩm con đẹp nhưng chủ bán. Ừ, cảm ơn em nha. Mua đi để đẹp như như chủ nha, như chủ lá nha. Đại dương xanh cùng hải âu. Ê, chỉ 180k thôi, 180k mà mình có thể rất là sở hữu được nhiều công dụng này như này. Không chỉ là trắng da nhá, thải chi này, thải chi cho khuôn mặt của mình này. Trời rất là nắng nóng. Hiện nay trời thời tiết của Quảng Bình chúng ta rất là nóng nóng đúng mọi người. Không chỉ riêng Quảng Bình mà các tỉnh khác nữa. Như Sài Gòn với Hà Nội thì úi trời ơi, thời tiết là khắc nghiệt luôn, rất là nắng nóng luôn. Giá mà mọi người ra ngoài đường á, mọi người sẽ bị cháy nắng. Nên mọi người cứ dùng cái này nhá, mua em ủ nắng này về thử dùng nhá. Nó sẽ làm giá mặt của mình đỡ bị cháy nắng này mọi người. Hello Thím Thảo nhá. Có khát nước lắm, nó nhiều. Mệt chứ. Cảm ơn Thím ạ. Cảm ơn Thím Thảo nha. Nói nhiều mệt nhưng mà tư vấn cho khách hàng mua sản phẩm bên tí là tí vui rồi, chị vui rồi nha. Chỉ cần tư vấn sản phẩm tốt cho mọi người là tí vui lắm rồi. Nói nhiều, nói như nào, nói hết hơi cũng phải tư vấn cho mọi người để mọi người dùng chứ, đúng không? Hello Đức nha. Đây, à mà tí bật mí cho mọi người biết nha. Cái sản phẩm này á, tí bán cho những bạn nam rất là nhiều luôn. Khách nam đặt cái sản phẩm này rất là nhiều luôn đấy. Chỉ có làm nói gì đấy quất không mà nha. Đây rôm chỉ là cả bạn nam mua rất là nhiều đấy, cả bạn nam mua nhiều hơn cả bạn nữ nữa, không hiểu cái sao luôn đấy. Bây giờ cả bạn nam cũng có nhu cầu làm đẹp rất là cao, nên á cả bạn nam đừng có ngần ngại nhá, cứ inbox cho chị để mất cho em để tí có thể tư vấn hết mức có thể cho mọi người nha. Tí phải tán thủ lái cho mọi người để chỉnh cho tí con lái đi bố đây này. Hello Thái Dương nha, hello tất cả mọi người đang xem live của tí nha. Mọi người ơi, mọi người vào thì cho tí một chấm tương tác nha mọi người. Ừ, hello Dương nha, hello. Ở đâu tiếp cũng xịt hết nha mọi người. Sơn đi học rồi nhá, Sơn đi học rồi. Đấy, mọi người cứ yên tâm mà sử dụng sản phẩm bên trí nha. 100% hoàn toàn từ thiên nhiên nha, không sợ bị kích ứng đâu nha. Rồi, tí nói thật đó, dùng cái này á, nghiền luôn mọi người ạ. Cái này người ta bảo này, tí nên sử dụng sản phẩm một tuần 2-3 lần mà tí nghiền quá, tí dùng một hộp này tí dùng á, có mấy ngày là tí hết à. Một hộp này á, nghiền lắm, nghiền, dùng mà chỉ có nghiền phế luôn. Hello nhỉ. Nhìn nha. Hello mọi người. Trời ơi, tí bị cần á, nên là tí có thể có mình hơi xa, nên là tí để máy xa, cái góc hơi xa, nên là tí không đọc được. Còn mấy tự tín đọc được, tí sẽ rep có mình cho mọi người sau nha. Đây, những bạn nào còn thắc mắc gì về sản phẩm không nào? Ừ đúng rồi, cái này là đôi dưỡng giá đây, làm tặng da mặt của mình đấy, giúp cho da mình của mình là cho da của mình là không bị cháy nắng này. Bật tông 100% ngay lần đầu tiên sử dụng nhá, nam nữ dùng cũng được, người lớn trẻ em bà già, người có em bé dùng cũng được nhá. Đấy, tí cam kết nhá, tí cam kết nhá, cam kết dùng là trắng nhá, rất là an toàn luôn. Đúng rồi, nam nữ đều dùng được hết nhá. Trời ơi, bên đây chơi quất hết luôn. Không kén khách hàng. Sản phẩm này mua về mọi người dùng thử đi.
chỉ có đẹp trở lên, xinh đẹp trở lên thôi. Ra đường mà ủ, mọi người ủ trước khi ra đường á, chỉ có trắng bần bật luôn, tỏa sáng luôn. Có nhiều loại ủ ấy, đi có dùng rất là nhiều loại ủ rồi. Có những loại ủ nó bị khô giá mọi người, đi dùng rất là nhiều sản phẩm về ủ rồi, nên là chị biết dùng nó rất là bị khô giá. Có những mặt hàng nó rất là bị khô giá, mà riêng cái sản phẩm ủ trắng collagen ngọc ra của tí nha, cấp ẩm tuyệt đối nha mọi người, không bị khô giá. Mọi người chỉ cần rửa, dùng mọi người ủ xong mọi người chỉ cần rửa mặt lên thôi là mọi người đã cảm nhận cái chất mịn màng này đấy, hầu như là nó như cảm giác nó mình cấp nước cho mình luôn á, rất là sướng luôn, không hề bị khô giá nhá. Mỗi chủ lá nhẹ chị bảo giá một hộp này 180k nha mọi người ơi, 180k nha mọi người, đừng bỏ tiếc 180k mà đem lại hiệu quả là quá là đỉnh cao luôn nha, cứ mua về dùng thử nha. Dòng phê hả? Hello Như Quỳnh nha. Đấy, tranh thủ lái cho mọi người chứ, 9 giờ là tí lái, tí phải lái qua Vivo rồi. Đấy, mọi người ai vào lái của tí thì những bạn nào mà còn không biết về sản phẩm thì cứ comment ở dưới để tí tư vấn cho mọi người nhé. Tớ toàn thấy cái láng STR vào đây không à? Hôm nay không cướp gì hả? Sao mày đứa vào đóng vậy? Mày đứa vào đóng quá nhờ. Một đứa mua ủng hộ chỉ một sản phẩm đi. Mua ủng hộ đi, không trắng hoàn tiền cho mày đứa luôn nha. Chớ sẽ láng sáng về luôn. Đấy, sản phẩm tốt mà, mình có gì mà mình phải sợ. Bán bất chấp luôn, xịt khắp mặt trần. Từ Nam ra Bắc, từ Bắc vào Nam nha. Xịt nước ngoài cũng xịt nha. 10 hộp, 20 hộp, 50 hộp, thậm chí 100, 1000 hộp thì cũng xịt cho mọi người nha. Nhưng mà để nếu mà mọi người mà muốn mua số lượng lớn á, thì tí phải nhắn tin lại bot à. Chứ cái mặt hàng này vẫn đang cháy hàng đấy. Bot chắc cũng đang thúc giục công ty, đang ra sản phẩm thật nhắn thật nhiều cho mọi người đấy. Đấy, chỉ 180k thôi nha. Mà chó làn da của mình này trắng mình như da em bé này. Phú nhỏ lỗ chân lông này à, ở trong lá vật tí có bà no lỗ chân lông có bị tóm nha. Đấy, sản phẩm này sẽ giúp phú nhỏ lỗ chân lông của tí nha. Chú nhỏ lỗ chân lông của mọi người. Thôi mua cho chị đi, mua cho chị nha. Cứ làm mua cho chị nha, mọi người một hộp vào nha. Không chẳng chị hoàn tiền cho mấy đứa nha. Chứ xả láng luôn. Hàng tốt với mình sợ gì? Mình cam kết cho mọi người mà. Hàng mà không tốt thì hello chị Nhỏ Ngọc nha. Chị Nhỏ Ngọc nha, hàng mà không tốt á thì mọi người còn bán hàng còn ấp á ấp úng, chứ hàng mà tốt là cam kết luôn, không sợ. Hello chị Khánh Huyền nha, mọi người ơi đừng có tiếc 180k mà đem lại cho khuôn mặt của mình là một làn da trắng bình nha. Ê, một hộp như này chỉ có 180k, có trong 6 gói nha, 6 gói tất cả nha. Đấy, một gói là mình dùng được 2 lần đấy. Là tổng cộng mọi người có thể dùng được 12 lần là tính ra. Chỉ bỏ ra 30k cho một lần sử dụng đấy. Trời ơi, quá bèo luôn. Quá bèo mà hiệu quả là quá đỉnh cao như vậy. Thì mọi người làm sao mà mọi người lại tiếc tiền được, đúng không? Rược nhắn về, không là hết. Nhắn tay thì còn, mà chấm tay thì hết nha mọi người nha. Em không có tiền mua sản phẩm, nhưng em có tiền mua sản phẩm. Trời ơi, mấy đứa chỉ nó yếu thôi. Cảm ơn chị Thảo nha. Đấy, cứ dùng sản phẩm bên tí nha. Dùng sản phẩm bên tí là không lo bị chảy nắng nha. Không lo giá bị chảy nắng nha mọi người. Ôi trời, em mua chị đấy. Mọi người cứ muốn mua chủ lái không à? Chủ lái không bán nha. Chủ lái để tư vấn cho mọi người những sản phẩm tốt nhất này. Đấy, trong cái thời tiết khắc nghiệt như này này.
Hello Nguyễn Khánh Linh nha. Chốt đúng rồi, chốt hàng đi, chốt đơn đi mọi người. Sản phẩm rất tốt này. Không lo nha. Dùng dung không lo bị hôi giá nha mọi người. Đấy, rất nhiều sản phẩm dung bị hôi giá này. Dung là không mịn màng này. Đấy, có những người người ta bán, người ta thích nói gì là người ta nói. Nhưng mà riêng tí à, tí không nói điều nha. Tí đã bảo là cam kết dung là trắng. Mọi người dùng không trắng, tí hoàn tiền cho mọi người 100%. Đấy, tuyến lái luôn nha, nói tuyến lái luôn nha. Cảm ơn chị Thảo nha. Đấy, mọi người ơi, đừng có tiếc 180k mà không mua về dùng thử nha. Hello Khánh Như, mua tí là có sản phẩm rồi. Mua tí thì không cho dùng đâu, phải mua sản phẩm chứ. Những anh nào, những chị nào ấy, rất là nhiều bạn vào hỏi tí. Tí ơi, dùng cái này còn trắng không tí? Tí ơi, dùng cái này có thật là bật công không? Tí ơi, dùng cái này có trắng thật không? Trời ơi, hỏi không trắng nha, hỏi không bao giờ trắng. Chúng ta hỏi có cũng có trắng được đâu. Đấy, nên là mọi người phải mua thử về dùng đi. Mua về dùng mới trắng nha, hỏi không trắng nha mọi người. Đúng không? Tí nói đúng không nào? Sơn mua rồi, Sơn mua rồi nha. Đấy, gần đến 9 giờ đó, chị phải tắt lái đây này, chị phải tắt lái qua Bigo đây này. Tranh thủ lắm mới lên lái tư vấn cho mọi người được á. Thế nha mọi người. Mọi người thế nha, ok. Những bạn nào mà vẫn con ngài, nếu mà bạn nào ngài ấy, ngài với sản phẩm hay sao thì cứ inbox cho tí nha. Đấy, mọi người có thể chốt đơn ở trên live cũng được. Còn những bạn nào mà, những khách nào mà đang ở trong tin nhắn của tí hoặc là tin nhắn chưa thì mọi người gắng đợi tí một chút nha. Để tí live Bigo xong đó là tí sẽ rẻ hết tất cả tin nhắn của mọi người nha. Để đêm tối khuya về đó tí rẻ nha mọi người. Mọi người thông cảm cho tí vậy nha. Rồi, bận lắm, bận rộn lắm. Hello cô Hành nha, em chào cô ạ. Đấy, rồi về nhé mọi người. Bây giờ tí tắt lái đi nha. Hẹn gặp lại mọi người có những cái lái lần sau nha. Chắc tí cũng phải nhắn nỉ chị bot gắng nhắn đi để mà cho hàng tí bán tiếp chứ chạy hàng quá mọi người ạ. Đấy, sản phẩm tốt quá, nhiều, rất là nhiều công tác viên bán luôn, nên là tí bét lắm á, mới được mấy 30 hộp về bán mà chưa con này. Chứ con có vài hộp lẻ tẻ chứ mấy. Em cảm ơn cô ạ. Cô lâu ngày quá, cô khỏe không cô? Hello chị Hà nha. Đấy, những bạn nào mà những anh chị nào mà bây giờ mới vào xem lái ấy, thì có thể chút nữa bây giờ tí tắt lái thì mọi người chút nữa mọi người vào xem sáu giúp tí vậy nha. Mọi người xem lại giúp tí vậy nha. Và cái một cái lái trước là tí có test thử cho cháu của tí rồi đấy. Cháu của tí mới có lớp 4 thôi mà đã dùng được rồi. Trẻ em hay người lớn gì ba bầu dùng cũng được nha mọi người. À dạ vâng ạ. Ok vậy nha, tạm biệt mọi người nha. Tạm biệt mọi người vào những cái lái lần sau nha mọi người. Nhớ nha, nhớ mua ủng hộ cho tí nha. Sản phẩm củ trắng collagen nha. Đừng tiếc 180k mà cho đem lại cho da mặt của mình một làn da trắng sáng mịn màng như da em bé nha mọi người. Thải chi này, thải độc tố này, giúp làn da của mình không bị cháy nắng này. Đấy, thu nhỏ lỗ chân lông này. Đấy, đem lại cho da của mình là một làn da là trắng sáng mịn màng luôn, cam kết nha. Dạ vâng ạ. Rồi, bây giờ thì tắt lái đây nha mọi người, bye bye mọi người ạ. Nếu mọi người muốn xem test sản phẩm ấy thì mọi người xem ở cái lái trước giúp tí nha. Mọi người vào trang cá nhân của tí, mọi người xem cái lái trước giúp tí nha. Tí còn test thử để mọi người xem chất lượng sản phẩm bên tí có tốt không đấy, cho mọi người xem đấy cái lái trước ấy. Rồi, bye bye mọi người nha, gặp lại mọi người ạ.